Với tình yêu và niềm đam mê với môn bóng bàn, trong những năm qua, ông Nguyễn Quang Xưởng ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ luôn là người truyền lửa đam mê và thúc đẩy phong trào tập luyện môn bóng bàn tại địa phương. Bên cạnh đó, ông còn mở nhiều lớp truyền dạy bóng bàn miễn phí cho các cháu nhỏ và đem về nhiều thành tích cao tại các giải đấu trong và ngoài tỉnh. Ông Xưởng đến với môn bóng bàn từ sau khi về nghỉ hưu vào năm 2012. Ông lựa chọn môn bóng bàn để rèn luyện sức khỏe vì thấy được những lợi ích mà nó đem lại. Với mong muốn tạo ra một sân chơi thể thao cho những người cùng đam mê và thúc đẩy phong trào tập luyện bóng bàn tại địa phương, nên ông đã tham gia một khóa đào tạo huấn luyện viên và đầu tư xây dựng một nhà tập bóng bàn có diện tích trên 200m² với kinh phí đầu tư trên 200 triệu đồng vào năm 2017. Đến nay, câu lạc bộ của ông đã có gần 40 thành viên tham gia sinh hoạt và tập luyện. Ngoài ra, ông còn tổ chức dạy miễn phí cho trên 30 cháu nhỏ có độ tuổi từ 5 đến 15 tuổi. Cháu học bóng bàn 2 năm, ông sẽ dạy cháu. Ngày trước là cháu chỉ ở nhà chơi điện thoại thôi, và từ ngày mẹ cháu dẫn cháu vào đây và được ông chỉ dạy, cháu cảm thấy rất thích bộ môn bóng bàn này. Không chỉ truyền lửa đam mê cho các thế hệ trẻ mà ông còn nhiệt tình, tận tâm truyền dạy những kỹ thuật kinh nghiệm của mình và đồng hành cùng các cháu tham gia nhiều giải đấu trong và ngoài tỉnh, đem về rất nhiều thành tích cao. Tại giải bóng bàn Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh năm 2022 vừa qua, hai cháu là Võ Phùng Bảo An và Trần Đức Long đã giành được 2 huy chương vàng. Ngoài ra, tại các giải bóng bàn mở rộng do tỉnh Hải Dương và thành phố Hà Nội tổ chức, các cháu nhỏ đã được ông Xưởng đăng ký cho tham gia thi đấu và giành được 4 huy chương vàng và 1 huy chương đồng. Con tôi học ở đây thì ông dạy là gọi là miễn phí, ông chỉ bảo tận tình. Từ lúc cháu nó tham gia, cháu có cái lòng đam mê, nhiệt huyết và nâng cao sức khỏe. Tôi rất ham mê cái môn bóng bàn này, cho nên là tôi sẽ truyền đạt lại tất cả những cái kỹ thuật và những cái kinh nghiệm thi đấu cho các cháu, để cho các cháu nó phát triển lên thành một cái phong trào bóng bàn ở địa phương ngày càng một rộng rãi và mạnh lên. Ngoài các hoạt động tập luyện mỗi ngày, ông còn thường xuyên tổ chức các buổi đấu giao hữu, các giải mở rộng để tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và tạo ra niềm hứng khởi cho các cháu nhỏ. Với những đóng góp của ông trong những năm qua để góp phần thúc đẩy phong trào bóng bàn trên địa bàn tỉnh, tháng 3 năm 2022 vừa qua, câu lạc bộ bóng bàn Bảo Long của ông đã chính thức trở thành thành viên trực thuộc Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam. Mong rằng với sự tâm huyết, nhiệt tình của ông Xưởng cùng những thành tích đã đạt được trong thời gian vừa qua sẽ trở thành những động lực để thúc đẩy phong trào bóng bàn ngày càng được phát triển hơn trong thời gian tới.